Cuốn phim Vua của Cát đang được chiếu ra mắt ở thủ đô Syria, tên từ Damascus. Trời lạnh và tiếng súng đại pháo từ xa vọng về đã không làm cho những người yêu chuộng phim ảnh nản chí. Đông đảo người đã kéo đi xem cuốn phim Vua của Cát của đạo diễn Nadas Anzur. Các chính trị gia, các diễn viên và các nhân vật đối lập đã được mời đi xem buổi chiếu ra mắt. Cuốn phim nói về sự thành lập Vương quốc Ả Rập Saudi và cho thấy vương quốc này đã được thành lập bằng máu của nhiều bộ tộc đã bị tấn công bởi ông Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud đến từ Kuwait muốn ngự trị bán đảo Ả Rập. Đạo diễn Anzur đã thực hiện nhiều cuốn phim nói về chủ nghĩa khủng bố ở các nước Ả Rập và châu Âu, và theo nghiên cứu của ông ta, chủ nghĩa khủng bố xuất phát từ Ả Rập Saudi. Đạo diễn nói, các ông vua Saudi làm bằng cát và sẽ tan rã trong một ngày gần đây. Trong cuốn phim, ông Abdul Aziz đã tấn công các bộ tộc Ả Rập, tàn sát những người chống đối, bắt các phụ nữ ở các bộ lạc mà ông ta đặt chân tới. Cuối cùng, đạo diễn liên hệ câu chuyện với các binh đoàn Hồi giáo đang chống chế độ. Tin tức báo chí cho biết, một phái đoàn của Saudi đã gặp Tổng thống Bashar al-Assad yêu cầu cấm chiếu cuốn phim. Ông Mas Niazi, một nhân vật đối lập, nói cuốn phim trình bày cho thế giới thấy rõ ai là những người đang tranh đấu cho văn hóa và di sản Syria. Diễn viên Saad Minet nói mọi người Syria đang bị đe dọa, ngay một đứa trẻ cũng bị đe dọa. Cuốn phim dài 90 phút đã bị chính phủ al-Assad cấm chiếu sau khi quay xong cách đây 2 năm. Cuốn phim Vua của Cát nói về cuộc đời của người thành lập Vương quốc Ả Rập Saudi với sự góp mặt của các diễn viên Ý Marco Fotti, Fabio Testi và một số diễn viên Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Lebanon được quay tại nhiều nước khác nhau.